Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Redmi Note 7. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là với mức giá khoảng 3,9 triệu đồng thì chiếc máy này nó còn có đáng để lựa chọn trong tầm giá hay không nhá. Và hiện tại thì cái mức giá 3,9 triệu đồng đó là dành cho phiên bản bộ nhớ RAM 3GB, bộ trong là 32GB mà mình có tham khảo tại hệ thống Hoàng Hà Mobile. Chúng ta còn có thêm phiên bản cao hơn một chút, đó chính là phiên bản RAM 4GB, bộ trong là 64GB thì sẽ có mức giá rơi vào tầm khoảng 4,5 triệu đồng. Còn phiên bản bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB thì sẽ có mức giá khoảng 5,5 triệu đồng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là với mức giá đó thì chiếc Redmi Note 7 này có đáng để lựa chọn hay không. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế của sản phẩm này. Về thiết kế thì các bạn thấy là nó rất là bóng bẩy, được hoàn thiện từ mặt lưng sau là kính. Tuy nhiên thì phần khung viền của nó thì chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Đây là một điều khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì với cái mức giá này thì có nhiều sản phẩm họ được làm từ nhựa hoàn toàn nguyên khối chứ không phải được làm từ mặt lưng kính hay là khung kim loại đâu. Ví dụ như là chiếc Realme 3 Pro chẳng hạn thì nó được làm full nhựa luôn. Rất may là chiếc Redmi Note 7 này thì nó vẫn gỡ gạc lại chúng ta được cái phần mặt lưng sau được làm từ kính và phần mặt trước cũng được làm từ kính luôn. Về phần thiết kế mặt trước thì nó sẽ được theo trend của năm 2019, đó chính là thiết kế dạng màn hình giọt nước. Kích thước màn hình của chiếc Redmi Note 7 nó sẽ rơi vào là 6,3 inch. Ở phía mặt sau của chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta một cụm camera kép có độ phân giải trong kính chính lên tới là 48 megapixel và ống kính phụ thứ hai có độ phân giải là 5 megapixel. Và chúng ta sẽ có công nghệ bảo mật bằng một cụm cảm biến vân tay vật lý truyền thống được đặt ở phía sau mặt lưng. Nói chung là về phần thiết kế của cái chiếc máy này thì mình thấy nó cũng theo trend của năm 2019 với một cái màn hình dạng giọt nước và thiết kế cụm camera kép ống kính 48 megapixel, và nó vẫn là một cái sản phẩm có thiết kế tương đối đẹp trong tầm giá khoảng 4 triệu đồng. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về phần màn hình. Về màn hình như mình đã chia sẻ rồi, nó sẽ có một cái màn hình 6,3 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Về chất lượng hiển thị của cái sản phẩm này thì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm ok trong tầm giá, độ chi tiết tốt, nét cũng như là màu sắc hiển thị lên tương đối là ổn, cùng với đó độ sáng màn hình cũng khá là tốt khi mà các bạn xem ở ngoài trời nắng. Và trong tầm giá này thì chúng ta cũng có một cái màn hình hiển thị tốt với kích thước lớn này, độ phân giải Full HD, vậy là quá đủ rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần hiệu năng của sản phẩm này. Về hiệu năng thì chiếc Redmi Note 7 nó sẽ được trang bị một con chip tầm trung đến từ năm 2017, đó chính là con chip Snapdragon 660. Con chip Snapdragon 660 là con chip tầm trung được trang bị ở trên rất nhiều những mẫu smartphone tầm trung với mức giá dao động từ 5 cho đến 6 triệu đồng từ năm 2018. Và hiện tại năm nay 2019 thì con chip Snapdragon 710 nó đã thống trị. Về hiệu năng của con chip Snapdragon 660 thì các bạn cũng đã biết rõ về nó rồi. Tuy nhiên với năm 2019 này thì hiệu năng của nó thì cũng chỉ đủ để các bạn có những trải nghiệm ở mức độ bình thường thôi, như là nghe gọi này, lướt web này, lướt mạng xã hội, hay là chơi những tựa game có đồ họa là trung bình. Chứ chơi những tựa game có đồ họa nặng như là PUBG Mobile chẳng hạn, nó sẽ có hiện tượng là sẽ bị khựng và lag, và các bạn sẽ phải chơi ở mức đồ họa thấp hơn một chút so với con chip Snapdragon 710. Nói chung là về hiệu năng của chip 660 ấy, với những nhu cầu cơ bản ấy, thì nó đáp ứng rất là tốt. Còn lại nếu như bạn nào có nhu cầu chơi game ấy, thì hãy hướng lên con chip Snapdragon 710, nó sẽ đem lại chúng ta một cái hiệu năng tốt hơn. Ok, đó là về phần hiệu năng. Về phần pin, về pin thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị viên pin có dung lượng lên tới là 4000 mAh, vậy nên là cho chúng ta một cái thời lượng dùng pin rất là tốt, các bạn có thể dùng thoải mái cả ngày luôn. Hơn nữa thì nó sẽ lại hỗ trợ luôn chúng ta công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 thông qua cổng sạc là V-Type-C, và về pin ý, là một điều đáng khen ở trên sản phẩm này. Tiếp theo là về phần camera thì chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ chúng ta một ống kính chính có độ phân giải là 48 megapixel và sử dụng một cái cảm biến đến từ Samsung, và về chất lượng ảnh chụp của nó thì cũng thuộc dạng là bình thường mà thôi, không quá xuất sắc. Nếu như bạn nào muốn hướng đến cho chúng ta một cái chất lượng ống kính camera tốt thì có thể hướng lên chiếc Redmi Note 7 Pro. Ống kính 48 megapixel ở trên chiếc Redmi Note 7 Pro thì nó sẽ sử dụng cảm biến đến từ Sony, vậy nên là sẽ cho một chất lượng tốt hơn. Ok, và đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc Redmi Note 7 hàng chính hãng. Vậy với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng, chính xác là 3,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 3GB, bộ trong 32GB thì mình nghĩ là một cái mức giá ok. Tuy nhiên thì với cái phiên bản RAM 3GB, bộ trong 32GB thì hiện tại thời điểm bây giờ thì nó hơi tù một chút. Mình khuyên các bạn nên cố lên một chút lên phiên bản bộ nhớ RAM 4GB, bộ trong 64GB thì nó sẽ thoải mái hơn, và mức giá của nó cũng chỉ dao động tầm khoảng 4,5 triệu đồng. Thêm khoảng có 600.000 đồng thôi. Hơn nữa khi mà các bạn mua những chiếc Xiaomi hàng chính hãng thì các bạn sẽ được bảo hành lên tới là 18 tháng cơ, một cái chế độ bảo hành rất là dài. Ok, và các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi Note 7 hàng chính hãng, và với mức giá đó thì các bạn có mua nó hay không? Thì xin mời lại kiện dưới phần comment. Một lần xin cảm ơn hệ thống Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ mình chiếc Redmi Note 7 để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.